Hương Giang hối hận vì không có tiền gửi tinh trùng, sẵn sàng để chồng có con với người phụ nữ khác. Với Hương Giang, cô chọn cách thỏa hiệp để vượt qua cửa ải cuối cùng là hôn nhân và chạm tay vào hạnh phúc. Khi nhận được lời mời tham gia chương trình Man Bird khi đàn ông mang bầu, Hương Giang ngỡ ngàng và lập tức hỏi ngược lại, sao chương trình mang bầu mà lại mời tôi? Thế nhưng cuối cùng, đương kim Hoa hậu chuyển giới quốc tế đồng ý tham gia khi nhận ra cơ hội mà hiếm khi cô nàng có được là làm mẹ và mang thai, chăm sóc bản thân để xinh đẹp, nỗ lực hết mình để được công nhận. Nhưng những người chuyển giới vẫn phải vượt qua cửa ải cuối cùng là hôn nhân mới có thể chạm tay vào hạnh phúc. Với Hương Giang, cô chọn cách thỏa hiệp. Giành lấy chiếc phương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế, nghĩ là Hương Giang đã trở thành hình mẫu của một người phụ nữ lý tưởng. Chỉ trừ việc sinh nở, bạn nghĩ sao về điều này? Phụ nữ thành công tới đâu thì việc sinh con và có một gia đình hạnh phúc vẫn là điều rất nhiều người mong muốn. Đàn ông có thể bôn ba thương trường, phong ba bạo táp, nhưng phụ nữ luôn thuộc về gia đình. Bản thân Giang cũng mạnh mẽ trở thành hoa hậu là niềm ước ao của rất nhiều người. Nhưng có một điều Giang không làm được và Giang thua rất nhiều người phụ nữ trên thế giới là thiên kiếp làm mẹ. Mình không thể mang thai. Giang luôn trăn trở và buồn vì cho đến cuối đời, mình không có một người con máu mủ ruột ra. Đó là điều mà người chuyển giới luôn lăn tăn trong lòng so với người phụ nữ bình thường. Hoa hậu Hương Giang sẵn sàng để chồng hay người yêu thụ thai với người phụ nữ khác. Phụ nữ chuyển giới cũng có thể có con là máu mủ nếu họ tính đến chuyện gửi tinh trùng vào ngân hàng trước khi chuyển giới. Hương Giang có từng nghĩ đến hướng đi này trước đó hay không? Trước khi chuyển giới, Giang và chị gái đã đến bệnh viện để hỏi về việc này. Điều này rất văn minh và cần thiết. Những bạn nào chưa chuyển giới và đang trong quá trình thì việc gửi tinh trùng vào ngân hàng rất tốt. Sau này mình sẽ có người con thực sự là của mình. Đến bây giờ Giang vẫn hối hận vì ngày đó Giang không có tiền. Khi tới bệnh viện hỏi ra thì đắt quá. Thứ hai là ngân hàng tinh trùng ở Việt Nam lúc ấy không đủ để bảo quản tinh trùng tốt. Nếu sang Singapore, Thái Lan làm thì ngày ấy thật sự Giang không có tiền. Nếu bây giờ có thể ước một điều thì Giang sẽ ước ngày ấy Giang có đủ tiền để làm điều đó, để sau này tương lai Giang có một người con thật sự của mình. Đó là điều đến bây giờ Giang vẫn tiếc, tại sao thời điểm đó mình không có tiền. Hương Giang có nghĩ đến việc làm single mom hoặc sinh con nuôi để mình thật sự được sống với thiên chức một người phụ nữ là làm mẹ. Không chỉ người chuyển giới mà rất nhiều cặp vợ chồng cũng không có khả năng mang thai. Chúng ta có rất nhiều thứ văn minh để cải thiện những điều bất hạnh trong cuộc sống. Không ai mong muốn biến cố đến cả, chúng ta cũng không kiểm soát được. Vậy họ đã vượt qua như thế nào? Họ cùng nhau chữa trị chứng vô sinh, mang thai hộ, sinh trấn, thụ tinh nhân tạo. Giang rất tin tưởng mình sẽ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc vì có thể có con của chồng Giang hoặc nuôi con của chị gái hoặc là con nuôi. Khi duyên tới tự nhiên, mình sẽ có một em bé. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra và Giang tin mình sẽ có một mái ấm hạnh phúc. Chắc chắn mình sẽ có một đứa con để nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục nó thành người có ích cho xã hội. Hương Giang từng chia sẻ, sức khỏe bị ảnh hưởng bởi việc tiêm thuốc mê 1 năm 3 lần. Uống thuốc điều tiết nội tiết hàng ngày, hiện tại tình trạng sức khỏe của bạn như thế nào? Chuyện đó, Giang ước lệ thôi chứ cũng không chính xác là 3-4 lần. Thế nhưng trí nhớ của Giang hơi kém thật, nhưng đến bây giờ cũng ổn. Giang vẫn nhớ mình đạt phương miện ngày nào và nhiệm vụ là gì, cũng không đến nỗi là cái gì cần quên mình sẽ quên. Nhiều người sau khi sinh con cũng bị quên như Giang, chỉ nhớ giảm sút. Thế nhưng với chương trình này, Giang muốn nhớ những ký ức tốt đẹp, nhất là khoảng thời gian mang bầu, vì hiếm khi mình được trải nghiệm cảm giác này. Phẫu thuật chuyển giới và dùng nhiều thuốc men, hóc môn sẽ ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và tuổi thọ. Hương Giang thỏa hiệp hay chiến đấu với nguy cơ đó như thế nào? Cũng giống như khi chúng ta bị bệnh hay mổ ruột thừa, ai mổ động chạm vào cơ thể thì đều bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn sống 70, tôi chỉ sống 50. Mấu chốt là cách chúng ta sống như thế nào. Cách của Giang là sống lành mạnh, không buông thả, không dùng chất kích thích, chăm lo cho sức khỏe và sắc đẹp. Quan trọng nữa là giữ tinh thần tốt để lao động, phấn đấu, tự khắc sẽ trẻ và xinh. Giang có niềm tin khi 40-50 tuổi mình vẫn sẽ xinh đẹp. Ai cũng thế, nếu chúng ta phá hoại sức khỏe hay sống buông thả, thì dù người bình thường hay chuyển giới thì tuổi thọ cũng không dài. Hương Giang nghĩ sao? Nhiều người đàn ông Việt Nam vẫn tò mò và e dè với phụ nữ chuyển giới. Không phải nhiều người mà phần lớn đàn ông Việt Nam không hiểu và tò mò là người chuyển giới thì như thế nào. Thế nhưng, rất nhiều người chuyển giới đã lấy được chồng, đã có cuộc sống hạnh phúc, thì có nghĩa là nó bình thường. Cái quan trọng là Giang không sợ ế và không quan tâm đến việc anh có hiểu tôi hay không. Cái tên Hương Giang gây ra nhiều tò mò cho đàn ông đấy chứ. Muốn hiểu thì phải tìm hiểu. Khi đã hiểu thì sự tò mò hay kỳ thị sẽ mất đi. Còn lại là tình bạn và tình yêu, đó là cách Giang xây dựng mối quan hệ với đàn ông hàng ngày. Nhiều người đến phải có sự tò mò lúc đầu.
nhân gian không đặt nặng. Bằng tính cách và con người, họ sẽ hiểu và để lại một mối quan hệ tốt đẹp. Giang không nói đến những người kỳ thị vì mình không có cơ hội được tiếp xúc với họ. Giang nghĩ mình sẽ không gặp một người đàn ông kỳ thị nào trong đời. Khi đến, họ đã biết và sẵn sàng gặp Hương Giang là người chuyển giới. Giang tin mình sẽ hạnh phúc và những người đàn ông của Hương Giang sẽ rất tuyệt, chứ không dừng ở mức độ có. Hương Giang có sợ người đàn ông tuyệt vời ấy bỏ rơi bạn chỉ vì mong muốn sinh con đẻ cái mà bạn không làm được? Trước khi người đàn ông đó đến với Hương Giang thì anh ta đã phải rứt lia chuyện Hương Giang không thể có con. Mọi thứ đã biết từ đầu. Người đàn ông nào đến với Hương Giang thì họ đã chấp nhận chuyện ấy. Vấn đề là hai người cùng nhau giải quyết như thế nào. Thậm chí Giang nói thật, nếu yêu lắm, Giang sẵn sàng để người yêu hay chồng của mình thụ thai cùng người phụ nữ khác bên ngoài. Giang sẵn sàng nuôi đứa con ấy, vì đó là sự cao cả khi mình không mang thai được. Tuy nhiên, lựa chọn của Giang là nếu Giang có con nuôi thì anh ấy cũng phải thương nó như con ruột của anh ấy vậy. Giống như cách Giang xem con ấy là con của mình nếu mang thai hộ. Đó là cách mình thỏa hiệp với cuộc sống và với cả người chồng hay người yêu. Giang lựa chọn cách đó và sẽ yêu thương thật sự vì nghĩ là con mình thật sự. Nếu phép màu xuất hiện để người chuyển giới có thể có con, Hương Giang sẽ là một người mẹ như thế nào? Nếu có con, Giang sẽ là người mẹ rất tâm lý. Không có điều gì con không nói được với Giang cả. Giang có thể chia sẻ với nó về tình yêu. Nếu là mẹ ơi, hôm nay con rung động với một chàng trai, Giang sẽ dạy cho con cách tán tỉnh chàng trai ấy. Nếu là mẹ ơi, con thích cô gái này, thì Giang cũng biết cách làm sao để tán tỉnh một người phụ nữ.